Xin gửi lời chào tất cả các bạn. Mình có một câu hỏi như thế này, cũng muốn đọc lên đây để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Câu đầu tiên đó là gói bảo hiểm nhân thọ nào là gói tốt nhất hiện nay hả chị? Đối với câu hỏi này thì nếu như các bạn được hỏi thì các bạn sẽ trả lời như nào ạ? Có phải là bây giờ rất là nhiều khách hàng khi đi tìm hiểu tham gia bảo hiểm nhân thọ thì đương nhiên ai cũng vậy thôi, mua hàng chúng ta sẽ mong muốn là cái giải pháp nào tốt nhất, sản phẩm dịch vụ nào tốt nhất đúng không ạ? Cho nên đối với bảo hiểm nhân thọ đương nhiên là như vậy rồi, khách hàng khi tìm hiểu thì sẽ mong muốn rằng mình khi mà cùng một số tiền mình tham gia nhưng mình sẽ có một cái giải pháp dịch vụ tốt nhất. Thế cho nên với câu hỏi này mình nghĩ rằng nếu như ai là tư vấn viên mà khi đi gặp khách hàng á là sẽ được rất nhiều khách hàng hỏi. Thế thì nếu như là Huyền thì đương nhiên Huyền sẽ có một cái góc góc chia sẻ của Huyền như sau. Thứ nhất là đối với gói bảo hiểm tốt nhất ý, thì chính là gói nào mà đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn, cái mong muốn của các bạn, giúp cho những cái nhu cầu, cái mong muốn của các bạn thực hiện được, thì gói đấy là cái gói mà tốt nhất. Vậy thì cái quan trọng nhất là nếu như bạn hỏi tốt nhất thì mình sẽ phải hỏi là vậy thì tại thời điểm này cái nhu cầu, cái mong muốn của các bạn là gì. Bạn sẽ có thể có những bạn sẽ trả lời rằng là tóm lại là bây giờ một gói bảo hiểm thì đóng bao nhiêu tiền một năm, được những quyền lợi gì, đúng không ạ? Để sau đó thì các bạn lựa chọn. Thì bây giờ gói bảo hiểm bây giờ nó rất là phong phú và nó rất là có thể nói rằng là rất là đa dạng, và có những cái gói bảo hiểm rất là linh hoạt để thiết kế theo đúng cái nhu cầu của khách hàng để đáp ứng đúng cái việc mà như các bạn nói là gói bảo hiểm là tốt nhất. Nào là tốt nhất là tức là nó phù hợp với cái nhu cầu của mình, thiết kế theo đúng cái mong muốn của mình. Có những anh chị thì sẽ mong muốn rằng là tôi sẽ tập trung, tôi sẽ có nhu cầu về quỹ hưu trí. Vậy thì những gói bảo hiểm đó sẽ đáp ứng được cái quỹ hưu trí để khi đến khi mà đến tuổi về hưu của mình sẽ có những cái hưu trí như mình mong muốn nhưng dựa trên cái khả năng thu nhập của mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Có những anh chị thì rất lo lắng cho cái vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo vệ. Cho nên cái yếu tố rằng là chị muốn cái gói nào để không may nhỡ có vấn đề rủi ro gì, đi ốm đau nằm viện thì mình sẽ được thanh toán chi trả. Thì đấy là những cái nhu cầu, đầu tiên từ cái nhu cầu thì từ đó các chuyên viên tư vấn sẽ thiết kế cái gói sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu. Vậy thì bây giờ Huyền xin phép liệt kê ra một số những cái vấn đề, những cái điều mà rất nhiều người có thể nói là đang quan tâm để các anh chị cũng có thể tự mình lựa chọn cho mình một gói sản phẩm phù hợp nhé. Theo hành trình của đời người đi, chúng ta sẽ theo hành trình của đời người là sinh lão bệnh tử. Con người ai cũng sẽ có cái chu kỳ là sinh lão bệnh tử đúng không ạ? Đầu tiên từ khi sinh ra, thì sau đó thì chúng ta lớn lên, chúng ta học tập, chúng ta trưởng thành, chúng ta có gia đình, chúng ta chăm lo cho gia đình, chúng ta có những cái tích lũy cho tài sản. Sau đó thì chúng ta đến tuổi về hưu đúng không ạ? Thế thì trong giai đoạn đầu tiên là trong giai đoạn là sinh ra, trong cái giai đoạn lớn lên trưởng thành. Vậy thì cái điều mà các bạn mong muốn là gì? Có phải là các bạn mong muốn là luôn luôn khỏe mạnh, thật khỏe mạnh để làm sao mà mình có thể là tạo ra nhiều giá trị tài sản cho bản thân mình? Thế thì nếu như trong trường hợp ở đây mình muốn nói đến là vấn đề là nếu như không may không khỏe mạnh thì lúc đó bạn dùng cách nào? Bạn dùng phương pháp nào? Bạn làm gì để có thể bảo vệ được cái tài sản mà bạn đã làm ra? Trong 20 năm bạn làm ra một khối tài sản là A, nhưng đến năm thứ 21 không may gặp những cái biến cố bất ngờ xảy ra, là những cái rủi ro, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thương tật bất ngờ, thì cái rủi ro ở năm thứ 21 đó nó lấy đi toàn bộ cái tài sản của 20 năm trước mà mình đã dày công, tích lũy, lao động, kiệt sức để mình có được cái khối tài sản đó. Vậy thì lúc đó cái nhu cầu của các bạn là gì? Bạn sẽ phải là bảo vệ cái khối tài sản ở 20 năm trước đấy. Vậy thì năm 21 có gặp biến cố thì mình sẽ phải làm sao ạ? Mình chuyển giao cái rủi ro đấy cho một công ty khác, cho một đơn vị khác, mà đơn vị nào dám nhận cái rủi ro đó thì mình chuyển giao. Đúng không ạ? Thế thì cái nhu cầu đầu tiên đó là nhu cầu về bảo vệ. Thế thì trong những cái quãng thời gian bảo vệ nó sẽ chia ra những cái thứ tự như thế này, từ những cái gọi là cơ bản, từ những cái nhỏ nhỏ cho đến những cái lớn. Cái nhỏ là gì? Đang khỏe, ví dụ như Huyền này đang nói chuyện với các bạn đang khỏe này đúng không ạ? Nhưng mà không may ốm vài ngày chẳng hạn thế. Hay là bây giờ đang có dịch Covid đúng không ạ? Khi mà không may mà bị nằm viện chẳng hạn thế. Không có mất tiền không ạ? Có. Điều trị có tốn kém không ạ? Có đúng không ạ? Lo lắng sức khỏe không? Có đúng không ạ? Vậy thì lúc đó thì trong trường hợp đó mình sẽ muốn như thế nào? Mình sẽ muốn như nào? Có phải là khi đi viện mình sẽ muốn là mình sẽ được thanh toán tất cả các chi phí, mình sẽ được hỗ trợ để làm sao mình không bị phải trách nhiệm trả tiền túi của mình? Thì điều đầu tiên đấy là cái nhu cầu xuất hiện đầu tiên, thì các bạn cần có gì? Các bạn cần có thẻ sức khỏe. Đúng không ạ? Thứ hai là trong trường hợp mà ngày hôm đó mình đã không đi làm được rồi thì mình sẽ cần là có cái thu nhập để mình vẫn được trang trải cái chi phí cho cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Vậy thì lúc đó mình không đi làm được thì ai người ta trả lương cho mình? Mình không đi làm được thì làm gì có lương? Cái tiền mà thẻ sức khỏe trả cho là trả cho bệnh viện, vậy thì cái thu nhập từ lương đó thì ở đâu? Thì nó sẽ xuất hiện một cái nhu cầu thứ hai, đó là bù đắp thu nhập.
đúng không ạ? Bù đắp thu nhập khi không, tôi không có khả năng làm ra thu nhập trong trường hợp nằm viện. Vậy thì cái bù đắp thu nhập đó thì nó ở đâu ạ? Nó sẽ ở một cái quyền lợi, đó là trợ cấp y tế. Một ngày nằm viện tôi được trả theo đúng cái thu nhập của tôi. Thì đấy là cái nhu cầu thứ hai. Thế thì cái nhu cầu hai cái nhu cầu đó nó sẽ giúp cho là trong những cái biến cố nhỏ nhỏ như vậy rồi mình đã được hỗ trợ thanh toán như vậy là mình sẽ yên tâm. Thế thì khi mà có những cái biến cố lớn hơn, ví dụ như là bị tai nạn này, bị thương tật này, hay bị bệnh lý này, thì cái chi phí điều trị nó hết rất là nhiều, nó cực kỳ nhiều đúng không ạ? Và khi cực kỳ nhiều đó thì cái tiền trợ cấp mà một ngày nằm viện đó và cái tiền thanh toán chi phí đó nó vẫn chưa thể nào mà đủ hết cho toàn bộ cái chi phí sinh hoạt, những cái mà gia đình mình vẫn đang phải lo lắng, hoặc là những cái chi phí cho chính cái bản thân điều trị của mình. Thì khi đó làm sao ạ? Chúng ta sẽ cần cái quyền lợi trợ cấp một lần nữa. Trợ cấp một lần đó là những cái quyền lợi về bệnh lý nghiêm trọng một lần, hoặc là những cái tai nạn theo tỷ lệ phần trăm theo số tiền một lần. Thì tại sao có cái quyền lợi đó? Bởi vì xuất phát đơn giản từ các nhu cầu của người dân thôi. Có gì ạ? Có cầu thì mới có cung, có nhu cầu đúng không ạ, thì mới có nhà cung cấp. Thì khi mà người dân ở đây, bản chất là những người dân, những người giống như Huyền, như các bạn ấy, mong muốn có những cái nhu cầu như này, thì tự động là các dịch vụ, các công ty bảo hiểm nó sẽ xuất hiện là cái cung cấp những cái dịch vụ để đáp ứng cái nhu cầu đó. Như Huyền ấy, thì Huyền mong muốn rằng là cuộc sống không làm sao, sau này có một quỹ hưu an nhàn. Nhưng nếu làm sao thì mình vẫn phải bảo vệ được cái khối tài sản mà mình đã làm ra, để trong trường hợp đó thì mình sẽ không bị quá lo lắng, hoặc là mình bị mất đi toàn bộ những cái giá trị sức lao động của mình đã có, bởi vì cái đó là mình để dành cho con mình, hoặc là mình để tích lũy cho cái thế hệ tương lai của mình đúng không ạ? Thì cái giải pháp bảo hiểm chính là cái đáp ứng cái nhu cầu mong muốn đấy để giúp cho mình yên tâm hơn. Vậy thì một gói bảo hiểm nếu như đầy đủ nó sẽ có những quyền lợi như sau. Quyền lợi chính là bao giờ cũng có quyền lợi tử vong. Quyền lợi tử vong là quyền lợi chi trả cho người thụ hưởng, là sẽ là cái quyền lợi mà người 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 thụ hưởng, tức là mình chỉ định là người thụ hưởng là người nào á, thì người ta sẽ là người người đó sẽ là người nhận cái quyền lợi bồi thường khi không may mình xảy ra vấn đề rủi ro đó. Thì đây là giống như cái việc là mình có một cái tài sản thừa kế cho một người mà mình cảm thấy rất là yêu thương đúng không ạ? Cái điều thứ hai đó là cái quyền lợi thứ hai và quyền lợi chính nhé. Quyền lợi chính nhất là quyền lợi chính trong hợp đồng, là hợp đồng nào sẽ có một quyền lợi, một người được bảo hiểm chính như vậy. Quyền lợi số 2 đó là quyền lợi về, như Huyền nói đó, quyền lợi về thẻ sức khỏe là thanh toán chi phí khi không ai nằm viện. Và quyền lợi về trợ cấp y tế là bù đắp thu nhập một ngày nằm viện được 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu, hay có những người nhỏ nhỏ thôi là 200, 300 hay 500 đều được hết, đúng không ạ? Quyền lợi số 4 đó là quyền lợi về bệnh lý nghiêm trọng chi trả một lần. Và quyền lợi số 5 đó là quyền lợi về thương tật và thương tật hoặc tử vong do tai nạn. Quyền lợi số 6 là quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Quyền lợi số 7 đó là quyền lợi bảo hiểm của bảo hiểm, tức là miễn phí hoặc là miễn học phí. Đó thì một cái nhóm quyền lợi nó gồm đầy đủ như vậy, nhưng chúng ta sẽ phải thiết kế theo tỷ lệ như thế nào để phù hợp là người trụ cột thì cần bảo vệ nhóm quyền lợi A như thế này, tử vong như thế này, tại sao lại phải như vậy, người này thì cần nhóm quyền lợi thẻ sức khỏe ở mức này hay quyền lợi bù đắp thu nhập ở mức kia đó. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng gia đình với nhóm nghề nghiệp, với khả năng tạo ra tài chính và với cái mục tiêu nhu cầu tại cái thời điểm mà mình đang mong muốn. Đó thì để chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ với những người tư vấn viên để các bạn được nghe họ phân tích, tính toán cho mình về quỹ hưu. Họ tính toán được hết vì có công thức hết đấy các bạn, tính toán cho mình rồi là những cái giải pháp họ ra trước cho mình để mình xem xét và mình xem các cái điều khoản để mình tham gia cho gia đình nhà mình cho nó phù hợp. Và Huyền tin chắc rằng các bạn càng tìm hiểu bảo hiểm thì các bạn càng thấy cái ý nghĩa nhân văn của một cái cộng đồng chia sẻ rủi ro, số đông bù cho số ít, đấy là cái nguyên lý hoạt động của bảo hiểm nhân thọ. Và chỉ có khi mà mình chưa hiểu thì mình chưa tham gia thôi. Còn khi mà các bạn hiểu 100% thì nghĩ rằng cứ mỗi một năm thu nhập của bạn lên, các bạn lại muốn tăng cái giá trị bảo hiểm cho gia đình mình. Bởi vì sao? Bởi vì đấy chính là khẳng định cái giá trị của bản thân mình. Và có những người khi mà tạo ra giá trị tài sản rất là nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là một cái gói hợp đồng bảo hiểm nó là cái giá trị sinh mạng của mình. Đấy là cái việc mà mình được bảo vệ và cái việc là thể hiện được cái khả năng tạo ra cái thu nhập, khả năng tạo ra tài sản của mình. Đấy là một cái, nó giống như một cái bằng, một cái minh chứng thừa kế. Và rất là nhiều người cũng có thể nói với mình rằng là họ muốn gấp đôi cái tài sản của họ, và thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì nó có các quyền lợi để có thể giúp cho từng người đạt được này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng các bạn nếu như muốn tìm hiểu những cái thông tin gì chia sẻ kỹ hơn, chuyên sâu hơn thì có thể liên hệ với Huyền thông qua số điện thoại mình để bên dưới video, hoặc là các bạn có thể liên hệ với những người tư vấn viên gần nhất mà đang chia sẻ, hoặc các bạn biết để họ giới thiệu cho các bạn kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.